và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Thì hôm nay cho tới giờ các ông thợ đang nghỉ trưa và bắt đầu vô làm công việc của mình, là bắt đầu tiếp tục những cái việc hàng ngày để làm ngôi nhà cho chú quỷ cho xong. Thì hôm nay công việc đầu tiên của các ông thợ là đúc cái bàn thờ của ông bà của nhà gia đình chú quỷ lên để mà tô lại. Bây giờ mời cô chú anh chị vào xem cái hình ảnh các ông thợ gắn cái bàn thờ của tổ tiên gia đình của nhà chú quỷ ra sao. Thì mình mời cô chú anh chị vào xem nhé. Hết giờ nghỉ trưa của anh em thợ hồ rồi, anh em bắt đầu vào bên trong để tiếp tục công việc xây. Ủa, bên đây làm gì vậy hả? Tô bên trong hả? Rồi bây giờ mình vào chung với anh của mình xem tô tường của nhà chú Kỵ hôm nay luôn các bạn ơi. Nha, tiếp tục là hôm nay thì đến đây thì tiếp tục sau giờ nghỉ trưa được một tiếng của anh em thì công việc bắt đầu bắt tay vào việc, các anh em tiếp tục các bạn. Này, bây giờ Thành cũng đi vào bên trong luôn nha. Này, bây giờ anh em đã bắt tay vào việc các bạn ơi. Sáng giờ cô làm gì cô? Không hả? Chưa có việc làm hả? Làm sáng giờ làm không chỗ nghỉ nữa. Vậy không không. Vợ con cháu nữa ha. Làm muốn nhức đầu, làm cái quải là nghỉ luôn, nhà không làm không rồi. Sao vậy? Nhiều đồ quá hả? Dạ. Cơm nước rồi hết rồi đó ha. Ra làm vô một đống đó. Cái gì vậy con? Trẻ củi hả? Tại khôn thấy ở không á. Trời đương nắng ngon quá, hút ba cái trong bao của ổng hồi xưa hồi sữa đó. Cái gì? Cái đó cái gì con? Đồ. Đồ cũ hả? Đồ mới, ổng cứ nhét chung với ba cái đồ cũ không á. Người ta cho rồi không có bận á hả? Bận rồi nhét chung vô ba cái mới với cái cũ, chưa có chừng có bụng của chồng tôi. Ở không làm gì tôi quơ lại, nhờ ổng không la cũng được, ổng la. Rồi chú Kỵ đâu? Chú ngủ rồi. Chú Kỵ ngồi ngủ nguyễn chưa hả? Tiếp để tám với người luôn, mấy tụ có đóng người mai này. Dạ, nãy giờ mà giờ mới được nghỉ. Tính đi, trẻ củi kia bằng quá, mầm sao mầm không có nghỉ tay, nhà ông bằng không có nghỉ tay. Kệ đi, có làm nó cho nó có sức khỏe. Muốn nghỉ sinh sống rồi nó sức khỏe, trời ơi. Ý con gà đó giải chết hết kìa con. Chết rồi, nãy nó còn sống đó. Ồ, gà chết hết trơn rồi. Trơn rồi, mấy con kêu giờ nãy nó sống chưa bắt được á. Rồi, giải rồi chết rồi đó, giải chết rồi đó coi. Thì đó, phải nói. Hôm nay mình cũng đến đây để chia sẻ thì thấy gà của chú Kỵ đang bị dãy chết các bạn ơi. Rồi, xong rồi đó. Rồi bây giờ thì các ông thợ sau khi nghỉ trưa, buổi trưa bắt đầu vào, ông thợ bắt đầu vô trộn hồ các bạn. Đây, hiện bây giờ đang trộn hồ các bạn ơi. Dính cái cột. Tắt ra một thùng đi, thêm khi mang vô cho già già rồi lắp cái bàn thờ. Tắt ra một thùng đi. Chuẩn bị gáp bàn thờ luôn thôi hay không? Dạ, nhưng mà mình phải xài màu già mới phải rồi. Cái hồ bình thường tao chịu nói. Phải rồi, cho nó cứng cứng chứ. Cái miếng đan lên mà. Đúng rồi. Bây giờ trộn hồ để gắn cái bàn thờ nhà chú Kỵ lên các bạn. Đây là cái miếng đan, cái này miếng đan ra gắn lên phải không nha? Ý mưa. Đây là miếng đan gắn lên bàn thờ các bạn ơi. Mưa là tốt, cắt nhà mưa là tốt. Sợ mưa làm chuyển nhập tư vô hơi khó. Còn mưa chuyển nhập tư vô khó khăn. Hôm nay chắc là mưa mây quá thôi nha. Mưa mây á. Rồi đây bây giờ. Nói không? Cái này dưới nha.
anh em đang chuẩn bị nâng cái để lắp cái bàn thờ lên các bạn. Này cũng có anh em đến chia sẻ các bạn ơi. Rồi bây giờ các thợ bắt đầu nâng cái đan để mà làm cái bàn thờ nhà chú Kiện lên nha các bạn. Hai người lên mới chịu nổi, hai người lên chịu mới nổi. Em lấy cái miếng bổ đi ra đó, định chiên cái chân cây á, nó luôn á. Lấy miếng bổ nhỏ, miếng bổ miếng dán. Kéo cái này bỏ gạt ra, bỏ hai ông thợ đầu đúc đầu gắn cây cái cây đó cao rồi hả? Cao mình moi đá. Họ mua đá xuống hả? Rồi vô đó. Ngoài không thấy nữa. Mà không thấy không dòm sao thấy. Bây giờ chổi ra. Lấy miếng bột chổi lên là vừa đó. Ờ chổi miếng bột lên. Đó. Này, bây giờ đang lắp cái bàn thờ. Đi ra thằng sao coi có hộp tô không hả? Cái sao nó bằng ý tưởng nha. Không, ô khích ra một. Tiền kéo không? Tiền. Bên đây khỏi. Đúng rồi. Nó vừa bằng tường thôi, mình tô lại thôi. Rồi bây giờ để một bộ vàng ở đây luôn. Là mình cột vô đây mình chỉ giữ lại luôn. Cái đó không đứa đi, không đứa đi. Dẫn nè. Rồi, không sao, có cái chỗ đó. Cái gì đi. Thôi, cái chỗ đó thôi. Ngã không được. Xuống được. Mình đi nhẹ thôi. Vô ống nước đi. Đứng à. Thì hiện nay thì các ông thợ bắt đầu lên gắn cái chỗ cái đan thờ ông bà của gia đình chú Kỵ. Đó xong, bây giờ còn tô nữa các bạn ơi. Đo mực nước lấy cho nó ngay à. Khoan lấy bên đó với bên này coi. Này đang canh mực nước để cho cái miếng đan nó bằng lại các bạn. Rồi, vô Cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cô chú anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ đón xem những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau của mình nhé. Xin bye bye.